Đây, xe về rồi anh em nhá. Đây xe về rồi. Đây xe về rồi. Áp được chưa? Vòng vòng đây nhá. Vòng máy không không. Về trên chính chủ chú luôn. Đấy, về về tỉa lại tí lại. Đấy. Như cái chỗ này nó có phải làm lại này, cắt ra con bộ thợ là cái này này. À cái chỗ này phải làm rồi, tại vì cái chỗ này từ ngày đầu là nó là nguyên bản và bây giờ nó vẫn thế chứ chả làm gì. Đáp vào gì? Để ơi để rộng rộng ở bên này xem nữa. Đây, xe đây. Để cho ra đi. Về chú có sơn tỉa đâu không chú? Không. Cứ để thế thôi. Cứ để nguyên như này. Vẫn từ năm đấy. Ờ, đây này, còn chỗ này đây. Lùi nữa đi chú. Đây này. Lùi nữa để nó xem phát. Đây còn chỗ này. Đây là chú nói đấy. Em ở đây. Ờ. Đây. À quẹt vào chỗ này ấy gì? Ừ. À. Đây đây đây. À, rồi. Thì mỗi ông ở bát đi. Không, cái nem thì cho một bát này trước thôi. Nem thì ăn với đấy, ăn đi. Đây, mua xong hàng là ăn thì tí đi Quảng Ninh luôn anh em ạ. Thì đi xem em K165 2016 mà 3 năm trước bán cho một chú ở Quảng Ninh. Đấy, anh em. Đây có cối xay gió. Ê à, vườn hoa, cối xay gió, Đại Ngọc Sơn Garden. Và vừa rồi thì mình đã vừa sắm xong một số thiết bị để ghi hình cho kênh mới sắp ra mắt trên kênh YouTube mang tên là Chuẩn Xe, với slogan là mua xe phải chuẩn và chia sẻ những góc khuất, những bí mật trong nghề mua bán xe ô tô cũ nói chung và những cái chia sẻ thực tế nhất để anh em có thể lựa chọn được một cái chiếc xe cũ để đi lại hoặc là để khởi nghiệp nó đúng với giá trị thật. Đây đây. Đây là một số món đồ vừa rồi mình chuẩn bị này. Đấy. Flycam nhà có rồi, có một cái mic. Đấy, có một cái mic. Mic đôi. Có một cái cam 360 và có một cái chống rung. Đó. Thì để trải nghiệm cho những cái hành trình nó tốt hơn. Bây giờ là thẳng từ Hà Nội mình sẽ đi về dưới Quang Hanh Quảng Ninh luôn để lấy một chiếc xe Kia K165 đời 2016. Cách đây là năm 2019, cũng là năm 2019 là để lại cho chú thì gọi là chú thôi, đáng nhẽ phải gọi bằng bác. Chú cũng trên 60 tuổi rồi. Năm nay trên 60 tuổi rồi. Đấy, nhà chú có một trang trại. Và xe thì chú chở những cái phi thùng phi về, chở những cái phi dầu ấy, tầm chục phi dầu đấy, vận chuyển hàng ngày. Nhưng mà bây giờ con trai của chú ấy thì không tiếp tục nữa, thì chú ấy lại để lại cho mình đấy. Chú bảo là làm một cái clip nó kỷ niệm, gọi là 2019 này, 2020, 2021, 2022, kỷ niệm 3 năm chú cháu mình gặp nhau, từ thời mày có vài con xe đậu ở cổng mỏ thôi, bây giờ là một bãi xe rồi, nó gọi là bãi xe rồi. Thì bây giờ là 2:30 chiều, chắc cũng phải tầm 5 giờ chiều thì mới đến nơi được, tầm đấy 5 giờ chiều mới đến nơi được. Thì đến thì mình sẽ review chi tiết cho anh em. Con xe đấy thực tế thì đợt mà bán cho chú ấy là 3 vạn
đi chuẩn chỉ 3 vạn đời 2006, đi chuẩn chỉ 3 vạn luôn. Con xe đấy là xe của một chính chủ của ông anh mình, đợt đấy ông anh mình vừa mới làm xe thì bán ấy. Trước đây ông anh mình chỉ trò chè thôi, chỉ vài tạ chè thôi, không bao giờ quá 5 tạ chè cả. Đấy. Xe đấy được lót sàn inox luôn. Xe đi 3 vạn từ 20 từ năm 2019 mà xe đời 2016 mà đi 3 vạn rưỡi thì anh em hiểu nó đẹp như nào ấy, màu xanh dương. Thì bây giờ theo 5 tháng từ năm 2019 sử dụng đến nay thì xe thì ngày xưa được 10 phần thì bây giờ mình đoán thì nó cũng chỉ được tầm 7 phần 8 phần thôi. Đấy. Nhưng cũng được rồi. Thì bây giờ mình sẽ thực tế xuống mục sở thị và chốt kèo với chú ấy. Và chúng ta chỉ còn đâu đó hơn 30 km nữa là chúng ta sẽ đến nhà bác chủ rồi. Ông chú mình đây rồi anh ạ. Đây 824 đây. Xa không chú ơi? Hả? Xa không? Đến đầu cầu rồi, nhà chú luôn. Đầu cầu á? Vừa zin con xe tải. Vòng ngược lại, sau đó sẽ phải vào Đặng Châu Tuệ. Im đi chị của Hồ ơi. Đến nhà lâu rồi. Chị chỉ thế chết em. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Ê, tốt quá. Ở đây, đang quay đây. Bên này nó làm. Không phải nó làm. Xin chào. Đây là đứa bút cho chú út. Chú có mấy đứa? Chú thì đúng rồi, đứa này gọi đứa cố. Đứa cố là đứa thứ tư à? Ba. Đúng là. Không có gì. Chỉ có một sao là đáng thôi. À. Ừ. Nhưng mà để mà nói là cái gì nó nghèo của nhưng mà nó không nghèo con ạ. Thế là được, chú tầm tuổi có mà được tuổi như chú là con nghỉ. Trả lời con luôn nhá. Chú Việt Nam mình, con người Việt Nam mình, chú không có đánh. Chú là bây giờ là 6 mấy? Chú là 65 rồi. Con người Việt Nam mình, chú không có đánh, thế mới thấy răng lại dùng hết gì. Lúc lên chỗ mày nó khác, bao giờ mày xuống nó khác hẳn đâu. Đúng không? Đây này, nó vẫn còn cái ảnh. Đúng rồi. Nhưng mà chú Long. Chào cô. Đây là vợ chú. À dạ, chào cô. Cô đặt lên, cô không lên cùng. Đây này. Chú Long đặt đấy thì chú Long, bây giờ chú Long. Đây đây. Ừ. Đây đây đây. Đúng rồi. Còn ảnh. Đây ảnh. Thế cái đợt đấy là, bây giờ chú Long lại đi du lịch trong miền Nam rồi. Trong miền Nam á, đi du lịch á. Ừ. Làm trong đấy. Đâu, chú ấy là cái nhất là dẫn đứa con dâu thứ hai và chú ấy vào trong nhà để thăm cái ngoại này đó. Mới cho hai bạn bảo rồi cũng vào. Thế là vào ấy, mục đích là chính là dẫn con dâu vào để thăm cái ngoại nó. Vâng. Thì là coi giống bọn đi du lịch cuốn. Trước kia chú ấy ngoài trong đấy mà. Chú ấy trẻ mà nhỉ? Yeah. Ừ. Hôm trước cũng một chú cũng vào cái năm ở đâu vào năm 2020 mua đấy, cháu đăng lên là cũng hơn 60 đấy. Đó, ông bây giờ ông cũng nghỉ rồi đấy, vợ cũng làm trong Đắk Lắk theo con trông cháu cho làm trong Đắk Lắk. Hay là con xe con biển 19 đấy, 27 con 27 chứ cứ đặt đấy là mày không chứ. mới đây mới gần đây cháu mua lại. Lại để lại cho cháu. Để lại con 215. Ừ. Cái cô. Mình với cháu nó có duyên với nhau rồi. Thôi cứ để cháu xuống đây. Đến sau. Biết đâu rồi đâu. Biết đâu rồi. Đáng nhá, nếu mà hôm nay chú mà bảo là chốt sớm ấy là tiện đường là cháu cho thằng cò về với bà ngoại ở, à bà nội ở đây luôn. Bà nội ở ngay chỗ gốm mà. Ngay cổng gốm mà. Thì tiện đường cho nó về, bà năm nay cũng bằng tuổi chú. Bà cũng năm nay là bao nhiêu, là từ năm 53 là bao tuổi?
53 thì sinh năm 53 thì. Năm 53. Thế con lấy 2000 con trừ 53 nó ra tuổi luôn. 67 à? 2002 trừ đi 53. Sinh năm 53 1953 thì nó ra tuổi luôn. Ngáo cho bố tính nước con này. Nó ra tuổi luôn mà. Có 7 tuổi. Ừ. Đấy. Nên là thế là hôm nay là không có phải 2 tuổi. Vâng. Nhưng mà lên hôm nay là không phải là ấy, cho nên là lên đến Hà Nội, mục tiêu là lên Hà Nội mua mấy cái đồ. À. Đấy, thế là không chú bảo thì thôi, bảo quay lại Thái Nguyên thì nó lại đến đây lại tối quá. Đến đây lại tối quá thì đi thẳng luôn. Quay đi. À, đi thẳng từ Hà Nội luôn. Thế là chú lại còn món chăn nuôi nữa à? Đây lúc anh chú... Đâu trang trại chỗ nào chú? Trong này. Gần không? Trang trại chú để không làm cái xe chú để không làm. Gần không? Chú cách đây khoảng tầm 200m. 200m à? Ừ. Bây giờ ngồi đi bộ ra đấy thì nhỉ? Ừ, chú ngồi uống nước ăn rồi. Xong ra xem. Không, nếu mà cô không bớt bằng tiền thì thôi cho con chi con lợn không về. Rồi. Thật chứ. Mình, cháu này đơn giản. Thế lúc ấy chú đang gì cho mày là chú đang ở trong đấy chứ? Xem. Đấy. Chú định lấy con to hơn à? Nói chung là... Hay là bán bớt? Đúng rồi con, chỗ này thì đúng là mà nói là... Đấy thì là chú đặt mà nói đúng nha. Cái thứ nhất nếu mà chạy lên thì chú mới có lại. À lấy con này mới thế. Ừ. Chú lấy con này mới thế. Con này là con đâu, con này của mày chứ gì của tao. À nhầm. À chú lấy đi. Ngáo ngáo. Lấy con xe con thì. Ừ. Chú nhắm được. Đấy chú lấy một con như thế này thôi, nhỏ nhỏ mua bán tải lại chở hàng. Đấy, bảo nghỉ ngơi rồi lại đi chở. Mua bán tải chỉ để chở thêm cho xem. Tí này vào xem về thấy chú cũng có được hướng của chú như chú. Không bao giờ hết vất vả được. Từ khi chú lấy con này, chú không chở hầu già nữa. À. Lợn già nữa phải. Nó nhanh luôn. Có đúng ngồi giữa cửa nhà chú có đúng hai chuyến. À. Nó nói chú lẻ quá. Chú bảo ông ta đi họp bàn. Thế là chuyến thứ ba nó gọi. Thế chú cằn nhằn với con bé Quân nó, chú bảo xin lỗi cháu chú mẹ mà xe tao như thế này bị mẹ cất lợn mà đẩy bị mẹ rồi từ ngày mai đường gọi cho tao. À. Thế lúc đó nó bỏ chú đéo gọi nó. Chú mày vào. Alo. Anh nhìn đây. Nhưng mà cu ở nhà nó lái hay là chú lái? Nói chung là chú bốn. Thế xin nhờ em nói lại nhé. Bốn nhé. Hai thằng cháu. À. Cháu muốn con. À đấy. Nói chung là lúc điện nhưng mà xe đang đi làm. Vẫn đi làm bây giờ mà vẫn chưa về. Đấy đúng ra. Vẫn đang về chưa hay là vẫn ở đấy chú? Đang về rồi thì vẫn ở đây. À. Thật lòng luôn. Không cháu thì để chú nó thật lòng. Đấy cháu. Chú quay luôn cho mày lóc cho anh Long. Nhưng không phải chú lóc đi với chú. Để chú thật lòng luôn. Thế cho nên là để mà nói rất là khó. Bởi vì thứ nhất là quan điểm của chú này. Thôi thì là chú cháu mình có duyên gặp nhau đúng rồi. Đấy nó đúng thật lòng đấy, còn dĩ nhiên là. Có nhiều chú đồng tiền chỉ đồng bạc. Vâng, đúng rồi. Mình ngày mai quá chưa có nhiều cái tình cảm với cháu người đấy. Đấy cháu chú cháu mình trò chuyện với nhau lâu thế. Đấy, chú thỉnh thoảng một năm cũng phải điện chú vài lần ấy. Chú thể làm cho mình nghĩ lên được. Với lại hôm nay thì thực ra thì đấy nó không phải là chuyến đi, con bảo con chuẩn bị một cân chè con người rồi con hôm nay con không đi được thì con gửi về qua xe qua bưu điện không phải, nghĩa là hôm nay nó không phải chủ đích chú hiểu chưa, hôm qua con bảo rồi nếu đi sớm là con về là con điện đưa thằng cò về nữa cơ, nhưng mà hôm nay đấy đang ở Hà Nội ấy chú cũng chưa quyết rồi đang là anh em đi đào biết thế không đào, có đâu là con biếu một chú một cân chè à tao biết ý đồ mày tao cũng chưa quyết. Nhưng mà cứ về Hà Nội rồi mày cứ về nhà mày đi. Tối nay tao ấy điện nó quyết thì có khi còn cò xuống chơi. Thế. Đấy còn chú rất thật. Vâng. Chú là đúng là cô chú đúng trực lòng. Từ sáng chú đội như tại thế này. Hello. Bạn anh đổ về ta, ông nói tao bà ông như thế không bán. Rồi cháu nó đạo như vậy, bán như bà, chú đội như bà, cháu đẻ mình có xe. Thế bây giờ nước bây giờ cần nó bán lại nó mua con xe nó làm thích. Thực ra thì việc của nó chú cũng bổ, việc của cháu chú nói
việc của nó chú nghĩ cũng như nó làm rồi chú cần xem mẹ khi nó vẫn cứ giảm cái tình trạng thế là các bạn tình trạng với cháu. Thật. Xe thì nó rất là nhiều. Đúng rồi. Có thể không bán cho người này, bán cho người khác, hay không mua của người này thì mua người khác. Tuy nhiên thì nó có nó cái khoảng cách của chú cháu mình nó không xa thì tội thì không để cho cháu được, đúng không ạ? Thế cho nên là tao bảo mày thằng thứ hai tao là chết là đạt. À vậy ạ. Đấy, cứ đặt đến chú đây chú bảo mày là thằng thứ hai chú cũng chết là đạt. Ừ, nhưng chú về chú bảo bố đặt cho mày chết là đạt. Nhưng mà mày không bằng anh đặt trên đường thì nó khó lắm, sau này nó phát triển được. Em mày 96 rồi đấy. Vừa rồi đấy là cả em cháu. Cả của chú là bây giờ để mà nói là hai đứa rồi. Nói chung là con việc làm của nó là có sự học lớp mấy rồi? Đây. Có sự phát triển. Lớp 9 là ba ca mấy, hai ca mấy? 6 thì học, bây giờ nó học hay làm gì? Bây giờ em này là hiện tượng lên hiệu trưởng trường 96 mà ở đâu 96 bây giờ là đi bộ đội về giờ à. Ôi cho nó lên trang trại thôi, tóm tắt thằng này thì là chỉ biết tiêu chảy thôi chứ không biết làm 96 bây giờ 96 máy mà nó đang kể là cậu nào ra quân đấy thì đấy cái thằng đấy, này đấy, đấy à ờ, chỉ biết tiêu chảy thôi nó không biết làm vừa mới ra quân xong. Ừ, em ra quân cũng được mấy năm rồi chứ. Từ ra năm đấy rồi chứ nhỉ? 2 năm. Mua con này về để cho cậu chạy chứ. Mục đích là mua về là để cho nó trong quân ngũ chứ. À. Xin nó vào chuyên nghiệp rồi. À rồi. Con thì đúng không? Nó vào nó bảo với bác bố cháu vào chuyên nghiệp nhưng mà bác bố chẳng trần. À. Ông cho quân luôn. Cho quân luôn. Nó trong khi đó cho cháu vào 2 năm chỉ bảo với nhau là chỉ cho thời gian nào. Đến lúc bác ra quân à về hưu là chân giết nó cứng là sợ chỗ nào con cháu cũng bà kéo gì đó chứ không nghe chỉ có mỗi cái tin nhắn của bạn gái nhắn là tình yêu không biết tình yêu không biết nhưng mà anh về nhà làm tháng năm có triệu không thương việc cho con luôn. Mục đích của chú là mua xe đấy không là biết cái tin là như vậy mua xe để mình ở nhà là mình chạy tặng người nó bảo là cứ làm cho học nó xe xong chạy tháng nó bảo bà mẹ chả bố không có tiền bố xin hai con nó chịu thôi chịu tập nhưng bây giờ cậu ấy làm cái món gì rồi à, bây giờ em này là điện mỏ à, khi khi vào mỏ luôn nó lại thích điện nó lại thích điện tử điện gì điện mỏ mà con điện chua gầm đất nằm đất này điện mỏ cơ mà điện mỏ nghĩa là chỉ chuyên dùng về điện sáng điện siếc rồi là tác kiểu 3 pha 4 pha máy nọ máy kia điều hành cái nọ kia gọi điện mỏ chứ còn bây giờ có trong hầm lò ấy điều chỉnh tóm tắt là bây giờ cũng không nguy hiểm lắm chứ cũng chỉ điều chỉnh thôi tóm tắt là phải ngày hôm nay mà đến nó phân công rồi nào rồi nào trong làm chứ trong không nghĩ mở lò đâu chứ còn đứa con gái chú sinh năm 90 thì nó có tiền đồ con này nó có tiền đồ hai trai hai gái à đâu hai gái một trai hai gái một trai người có cậu phí tử còn hai thằng cháu bên hai thằng cháu bên với vợ nó là ở cô ruột nếu mà ông như là bố con mà còn sống ở năm nay ông 85 tuổi đấy chú nói thật luôn chứ còn gì anh nghe rồi ủa xử nước trà không tùy em nhưng mà mày vào đây em muốn dặn một tí đi công việc nói chắc chú biết rồi hoặc chú chưa biết nhưng anh vẫn phải dặn chú phải lo cái việc này cho anh nhé. Nhìn phát là nhìn ra view núi thế cho nên là chú nói thật cho mày như vậy chứ còn chả cả anh em bạn bè chú chú nó nói nhiều cái đúng đấy nhưng mà giờ nó cứ thế mà cứ há mồm cái gì không về cũng được bây giờ ít nữa mình nó có trai nhưng một cái em này là con ta đã làm ra thì nó như thế này chẳng qua là thái chứ nó không có vay mượn nó không có bao nhiêu cơ của nhau nhưng mà đi với nhau thắng
chờ cả vừa lúc nữa xong nhé, mời em đi uống bia. Thực ra thì nhà nó như này, nhà mình có chú ở chống lưng rồi thì nó cứ thế thôi. Nhưng vào nhà con thì bây giờ bà không làm được nữa thì phải tự thân vận động thôi. Chuẩn. Đây con cũng con một mà, con là con một. Chuẩn. Nó không có chỗ nào bấu nữa thì phải chấp nhận thôi chứ. Nhưng mà chú thấy bây giờ cái chân tay của mày là quá cứng rồi đấy. To quá, béo quá đâu. Hình như là chú đây làm gì nó có này đúng không? Hình như công ty có 2-3 người đúng không? Chưa. Công ty với có 2-3 người là đúng rồi, luôn. Đúng rồi. Đợt đấy thì Nam cho nên Luân thì gắn bó đầu tiên, nhưng Luân đợt đấy là tách ra làm mảng riêng. Em này em từ năm 2018 thôi. Nhưng mà lúc đấy là em thế là chú lấy từ 2018 thôi. Từ 2019 đấy nhỉ? Từ 2019. Đâu, 19, 3 năm. Từ tháng 3, tháng 7 đấy. Đâu lấy được 1-2 tháng là chú đăng ký lại mà. À, đăng ký chính chủ luôn. Ừ. Năm 2019. Ừ, chuẩn. Gọi là cuối năm 2019. Thế là cũng gọi là duyên đấy. Thế tháng 7. Không, thế là Hoàng Đạt là đúng rồi. Chú xem clip của nó bắt chú quay chú bảo là con này luôn. Không, hôm đấy lên con đấy à? Lên sóng con đấy luôn hay là lên sóng con nào khác? Lên sóng con đấy mới lên con sóng con 2017. À. Máy nó trắng tinh đấy. Thế là chú và mày đã 2017 vừa chú 2017 chú con vừa mới xuất chuồng xong. Thế mày còn bảo chú đã tăng tinh luôn chú. Ờ chú. Không 2017 nữa mà 2016 được. 2016 đấy mày còn nhớ không? Nhớ đấy là có nhiều con xe, nhưng mà có con xe mà đấy là con xe của ông anh cháu. Thì ông ấy vừa mới vào nghề xe, lúc đấy là vừa mới vào nghề. Thì bán thì thôi thì bán đi để lấy vốn để mà buôn xe. Thế nhưng mà bây giờ ông không làm nghề xe nữa rồi. Ông lại quay về nghề cũ, ngồi ở nhà bán chè. Con đấy thì đầu tiên nó chạy chuẩn 3 vạn xịn đấy. Một mình ông ấy chạy chưa bao giờ quá 5 tạ. Có nói đấy, chưa chuẩn với chú đâu. Con đấy chạy chuẩn 3 vạn xịn đấy. Chưa chở chú đâu. Con chú nói con chú quay, con quay clip chú con nói như nào. Đấy, chú bảo con bảo con xin xin chú bảo ừ cũng được. Chú nói là nghe. Chú chỉ nhắc như thế thôi, nhưng mà nghĩa là tóm tắt nào, nghĩa là cứ cái máy ngon lành là được. Đúng rồi. Về mình giữ gìn. Là con bảo quái 2016, đời 2016 mà con bán ra tầm giá đấy thì nó cao quá, nhưng mà nhớ đúng có con đấy, đúng. Mày xem có chuẩn không? Đúng rồi, duy nhất có con đấy. Đúng chưa? Đúng có con đấy. Thế là chú về chú kể lại mấy hai đứa chú. Nó đẹp. Nói có thật là nó làm gì có, chú nghĩ lại đi, bảo mày lên xem lại. Đúng rồi. Thế mà sau qua một chục ảnh tao bảo chết rồi, khả năng nó bỏ vi tính ra nó là nói đúng như thế, nó không nói mình câu nào nữa. Xem lại mà em tìm lại đây mà họ đặt cho hai đứa cháu đấy cái bãi cờ lót chơi, bây giờ nó mua đấy, bây giờ không còn bãi. Bây giờ chú để cho bạn chú cầm quản lý từ đâu luôn. Đúng rồi, cho bố nhà xe không an toàn một việc của ông từ đó ý cầm mới có là ăn cơm xong ra bao nhiêu mất tiền đấy, pha chè uống nước cũng chưa bằng từ lúc bọn con vào rồi không bằng tiền đâu, biết đéo tiền cho ông để đâu, vào vẫn nguyên xin gói nó ngồi ở đầu bàn, nó có làm biết này, lại cầm ra đầu bàn để uống nước, nó lên xe bắt đầu nhỏ bao nhiêu đoạn nó bỏ tiền đâu, ai biết đâu, lại quay lại vẫn túi tiền làm đấy, để con làm nó làm chứng này, chứ không phải chú nó điêu, nói thì chúng mày nghĩ là rất thân thoại, bởi vì nó nói cái chuyện bóng đen, nó nghĩ ra, đấy nó có đặt đấy. Vẫn còn mới tải. Đúng là đấy. Được, ra xem cái trang trại. Đi. Quay cái trang trại của chú cái. Đây vẫn còn ảnh đây. Nhìn đúng con này rồi. Ừ. Đây. Đúng rồi. Đây rồi. Đúng rồi. Đây đi thăm trang trại rồi. Cái mảng trang trại là riêng ở chú. Chú là cô gọi về ra. Bây giờ chú vào. Mảng. Ê, view ở đây đẹp đấy. Đất ở đây cũng là chú. Đây này. Anh em ơi. Anh đang ngồi nhà anh đi đâu? À mày trong trang trại à? Vào luôn. Thôi được rồi anh, để anh vào nhá. Okay. Nhà này đất okay. Đất nhà hai đẹp thế. Ui đúng rồi.
quá đẹp, view lưng tựa núi. Yeah. Đây là trang trại của chú U60 đấy. Đáng nhẽ phải gọi là bác. Cái mồm này. Nói chú cũng khỏe á. Trang trại gà lợn. Nhưng mà xe không phải chở gà lợn đâu nhá. À đây. Cô ở trong trại. Ui. Ui. Đâu cô? Vâng. Nó nói bằng thực tế luôn. Đây chở mấy cái phi này đây đúng không? Đừng quay cái này. Kệ. Mình thực tế kệ. À. Gà lợn này. Thôn quê. Ui, nhiều chó đây. Anh bảo mày ra ngoài nhà các bạn. Em ra gọi điện cho anh thì em ở đây được các bạn. Chứ anh bây giờ mới bảo gì? Đi đi. Đi. Bốc. Đi đi đi. Không, cứ lại. Cứ vào cứ lại. Đâu chú? Đây mấy cháu kêu nó xuống chơi. Ăn. Nó đủ loại loạn màu. Xem cháu xem phát. Ờ. Lợn nhỏ hay lợn to chú? Ây à. Chú canh con chó. Ui. Trang trại lợn này. Ơ gà nữa kìa. Ui nhìn anh nhìn thấy bọn lợn này anh sợ cực nhá. Chú không bớt tiền thì chú cho xin con. Bà Hà thích con như kia luôn kìa. Một ít. À cô. Cô khỏe, cô trẻ phết nhỉ cô nhỉ. Cô chắc chỉ cầm chắc là tầm năm mấy thôi chứ. 53 hả cô? Cô trẻ. Thế tai nạn á? Bị làm sao cô? À. Trước là mẹ con năm nay là 6-7 tuổi rồi. Trước là mẹ con làm công trình chỗ đợt làm cầu cảng, cũng làm ở chỗ cầu Bút Xê, ngã ở cầu Bút Xê luôn. Ngã đúng ngã cầu Bút Xê. Ngã bị xẹp đốt xương sống. Bây giờ là trở trời là đau đúng không? Bây giờ thì cái chuyện mà làm cái nặng ấy. Đúng rồi, không làm được. Mà bây giờ chăn cô cũng chỉ đảm chăn nuôi này thôi đúng không? Thế các cậu là làm hết. Đâu? Con gái lấy chồng chưa cô? Con gái cô thì một đứa lấy chồng rồi. Một đứa bé bé đấy. À, thế là đông con nhiều cháu là thích rồi. Còn con trai 2-7 tuổi thì thích yêu đương con. Chưa yêu đương. Yêu thì nhiều mới chắc chưa lấy thôi. Thế giờ còn cô con gái út đấy thì lớp 9 đây đúng không? Ờ. Nhà con ở cổng gốm. Đấy. Nhà con ở cổng gốm. Bà vẫn ở đấy. Ừ. Lại đang chưa có tiền xây nhà đón bà lên. Ôi giời, tiền đây không thực ra con thì thực ra thì ở bãi con ấy là anh em hộ nhau là cùng góp vào, còn đâu là các anh đỡ đần nhiều, vốn thì toàn là vốn cổ đông thôi chứ không phải một mình con, mà có cả đấy thì con nghỉ rồi. Con mà được như chú lại là con cũng nghỉ rồi. Bảo chú bảo là bây giờ con bán xe đi, mày tìm cho tao con bán tải. Chú bán đi, chú tìm bán tải làm cái gì? Nghỉ thôi, 65 tuổi rồi, nghỉ thôi. Ông bảo là bây giờ ông mua con xe con, nhưng mà con bán tải thì ông còn chở hàng. Thế bán xe tải đi, mua xe con để hưởng thụ ấy, mua xe con lại tiếp tục chở hàng. Tôi bảo mua xe con thôi, đừng mua bán tải. Nó sốc. Ông cứ làm
đi chơi thôi. Tội gì? Thế rồi, không, cô không được để mua bán tải. Cứ mua xe một là 7 chỗ, hai là 5 chỗ. Mua bán tải ông lại đi làm cho xem. Vất. Vất lắm. Đợt gặp ông còn chưa móm nhá. Bây giờ rụng mấy cái ra rồi ấy. Đợt gặp ông chưa móm đâu. Con ở Quảng Ninh nhưng mà Cẩm Phả mà vào những khu như này con chưa đi bao giờ. Đây xe về rồi anh em nhá. Đây xe về rồi. Đây xe về rồi. Áp được chưa? Cô đầu vòng vòng đây nhá. Vòng lên xuống máy nuôi được cậu ấy. Không không. Về tên chính chủ chú luôn. Đấy, về tỉa lại tí này. Đấy. Nếu cái chỗ này là con phải làm lại này, cắt ra con bổ thợ là cái này. À cái chỗ này phải làm rồi. Tại vì cái chỗ này từ ngày đầu là nó là nguyên bản và bây giờ nó vẫn thế, chú chả làm gì. Con ra để nó. Ra vào gì? Để ơi để rộng rộng ở bên này xem nữa. Rồi, xe đây. Để cho ta đi. Về chú có sơn tỉa đâu không chú? Không. Cứ để thế thôi. Cứ để bên này. Vẫn từ năm đấy. Ờ, đây này, còn cái này đây. Lùi nữa đi chú. Đây này. Lùi nữa để nó xem phát. Đây, còn chỗ này. Đây là chú nói đây. Em rồi, em rồi đây. Ờ. Đây. À, quẹt vào chỗ này đấy gì? Ừ. À. Đây, đây, đây. À, ok. Dạ. Không phải là bỏ được chú này nọ đâu. Nếu như bây giờ chú nào xe tâm đấy, chú này gọi con xe nó mới mua 335 triệu, biển 99 màu trắng, nhá. Máy không là máy này, nó rõ đúng, đúng rồi. Để đúng xem con nào chú này đánh chưa. Nếu như bạn con này không, để là chú chú nữa đó là chú nào thợ. Dạ. Kể cả trong vỏ hình thức, nếu chú nào mất 10 triệu nhất kể. Thế. Cả cả cái ốp như mày nói là chú ốp bằng đúng rồi bằng chắc chắn chứ thế không, bảo bên thế chú cũng bảo thế là thôi bây giờ như thế này nó mà thêm vào đấy thì rất là anh em chú mày dạ, rất nhiệt tình với chú mà chú cũng rất nhiệt tình với mày dạ. Nhưng vì ông anh chú đây chú thật đúng rồi chú cũng nói thật hiện trong là anh thông cảm anh thực sự thông cảm với em đúng rồi nghe đấy nó không rất thật thế ông ấy bảo thôi chú cứ thoải mái thôi dạ. Những câu chú thoải mái hôm nay cũng có cả anh ấy thật nhưng mà dạ. Nghĩa là lòng anh không thoải mái với lòng mình đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà chú nó thật luôn thôi giấu. Con thì đơn giản mà không, chú không giấu cái gì với mày cả nó có mặt ông ấy thì không giấu gì cả nhưng nó thật anh không đầu tiên nhá anh được sớm nhá lại chú cháu em bạn nó là lừa là mấy ông cháu bây giờ gai sang thề với nhau luôn thì có cả bạn anh với em bây giờ em nói thật luôn nhưng như bởi vì mưa muộn thì quá rồi thôi thì em đã điện ra trước rồi tại nhau mình cứ làm nhà cho nó xong đúng không vâng. Thì thôi thì để nói chú cũng nói với con là 301 đúng không thì bây giờ mày nói như thế thì chú cũng động viên cô mày thì nó thức lòng nhá là cô này bảo là đúng 301 ra giống như 5 triệu còn 305 đấy chú thật lòng rồi đúng rồi con đấy. con nghe cô rồi thật lòng anh em mày luôn chứ không phải không đâu kể cả bắt đầu kể cả thằng đạt nó bảo chú con dĩ nhiên chú bảo anh em mày phải xuống để trông mắt thực tế đúng rồi. Chứ bây giờ nói nó khó lắm hình bóng ba nó khó lắm vâng. Nhưng mà để mà nói tất cả những cái chú cháu mình nói thật tất cả những cái vỏ ngoài như đơn giản như cơ bản nhất của máy còn dầu để mà nói thật đấy à đúng rồi chú không tiếc đâu nhưng bởi vì danh nghiệp luôn nếu không có thằng đạt mà điện nói với chú luôn vâng máy thì ok máy ok máy thì đi thoát nhưng mà hai cái lọc nhé dạ. Mấy cái lọc mấy cái dầu lên máy là con phải tháo là con kiểm tra cái dầu vào máy chứ không phải dầu thì chú nói thế là anh nhóm mày là thợ thật nhưng chú mày phải biết là con chứng tỏ mày chạy xe đi mua xe của mình nhưng mà ông cũng rất là nhiều cái am hiểu chú hiểu nhiều con như vậy. Vâng đấy thì con hiểu con thấy con về con cũng sửa sang lên để con chứ thực ra thì
nếu mà chú làm sẵn rồi đôi khi con thích hơn, tại vì là về thì cũng phải mang ra xưởng thì mất thời gian, cái khoảng thời gian đấy dường như là tiền mình làm ở đấy, cho nên là tính chi phí đi thì thôi. Thì nếu mà nói về tiền thì chú cháu mình nó con nói cô đấy, đừng đấy. Nói với chú thế nó khó. Nếu như đã nói như này nhá, con thiện chí, con rất thiện chí, mày nói vâng. Là mày chua chú đấy, con rất thiện chí, con thiện chí, con bảo với chú mày làm cái này mà chú này làm đẹp đẹp hơn đi ý của mày, con giả chú tôi đây. Đúng rồi, con giả luôn. Đúng, ok. Bao nhiêu 10 triệu không? Nói tóm lại bây giờ giả chú 10 triệu chú làm đẹp không được. Chú bảo 10 triệu chú làm 10 triệu chú nói với con nghe rõ nhá, chú làm 10 triệu chú phải gọi luôn cho con 335 triệu. Vâng. Đến đây là chúng ta nhận định, nếu chúng mày có 335 triệu chúng mày nếu mà làm ý chú muốn nói như thế rồi nếu như chú đã làm được như vậy thì cái nhất là chú phải bán cho giá khác. Nếu chú nó sạt kia mà thôi là chỗ như cháu mình là chú có duyên này thì lúc đầu tiên vâng. Đến giờ phút này khỏi giờ phút chót đúng và ông anh con thì con cũng dạy chị em đợi đến giờ phút này chú cũng nói không phải là con đi đâu bây giờ về giá chứ không phải là đợi đến giờ phút này để bớt đâu có không rồi về giá cả đó. Thì chú nói con như vậy, còn bây giờ chú lại nhường quyền là cho cô mày cô ạ. Đây. Thôi thì thực ra thì có tiền dung y chứ lắm. Tiền ai cũng quý, 1 triệu 2 triệu ai cũng quý, còn đâu là nếu mà có duyên với cô quý cháu thì cô để cho cháu về cháu kiếm 5 triệu 7 triệu, còn đâu là nếu mà cô cảm thấy là nó thiệt nhiều quá thì thôi để cho chú Long cũng được, tại vì là cháu cơ bản cháu về làm cũng tương đấy tiền, cháu 305 cháu không muốn bớt đâu, nhưng mà xuống gặp cái này thực tế sờ rồi, chú cũng bảo sờ phải sờ đúng, thì bây giờ thì nó những cái vấn đề đấy thì bản thân cháu nhìn thấy là cần phải bắt buộc phải làm chứ không phải phải trốn được, bắt buộc phải làm thì nó mới đẹp, nó mới xứng đáng với cái xe được. Chứ bây giờ một cái xe tự nhiên đầu nó đẹp như thế tự biết mà nó lại không đẹp nữa thì nó phí. Đúng rồi, đúng không ạ? Chứ bạn cái máy cái đầu nó ngon này đấy, mà cái bộ xương cái xương sự sống của nó là sống là nó phải ngon đấy, nó thẳng đấy, cho nên là đấy không có đấy thì là đấy chứ đâu xong xe rồi đúng không? Chú lại làm như ý, chú lại nhận cho mày xuống à, đây xuống xem đồng ý có lấy không, đồng ý thôi đấy, trong điều kiện đấy nó xuống sạch luôn, chú làm được mà không mà chủ yếu công thời gian đấy chú rất đẹp. Chưa có duyên thôi. Cảm ơn anh. Vâng rất có hồn nha, biển rất đẹp, biển số rất đẹp. Thôi con 10 triệu cái biển á ai à tự nhiên biển số đẹp thế. Thôi con chú cháu mình phải nói rõ là thực sự là như vậy thế chứ. Vâng. Ngay như lúc đầu tiên chú nó bảo là mà cứ điện đi qua để vào xem thực sự á. Rồi bây giờ đấy là chú okay. Thân rất thật. Vâng. Chứ còn mày chú thôi đi ảnh, đi thì nó có chuyến đi này. Ok có chuyến thành công có chuyến không ấy. Dạ con xin phép cô ạ, con xin phép về cho sớm. Dạ ok, cảm ơn cô giữ gìn sức khỏe. Ừ đấy thì cô cảm ơn nhé. Chào anh nhá. Cứ gì cô mà mua xe con chứ phải nhờ anh em. Ok ạ, xin chào nhá. Cảm ơn chú ạ. Dạ, chú về nhá. Ừ, thì chú phải điện nhà trước. Dạ, dạ. Đấy. Ok, cảm ơn chú ạ. Ây, cứ alo cho con. Dạ. Xong rồi anh. Đàm phán tuy chưa thành công nhưng mà vẫn ok, rất là ok. Chú cháu vẫn rất là ok. Con xin phép ạ. Dạ. Tuy là hơi mất công và mất thời gian một chút nhưng chú cháu vẫn rất là ok. Luân lấy cái dây sạc về chưa? Ok. Đây. Anh em thấy phê chưa? Đây là vòng quay mặt trời đi sang cầu. Đấy. Thẳng không? Đi thẳng thôi, lên cầu thôi. Thẳng thôi mà. Đấy. Buổi tối nhìn nó đẹp. Hôm nay là anh em đấy đợi suốt từ lúc 5 giờ đến bây giờ hơn 8 giờ tối. Nhưng mà cái xe thì thực tế thì cabin rất đẹp, về muốn dọn rửa lên thì mất cũng phải tầm gần chục nữa.
cho nên là mình cân đối về cái giá thì ngại quá, cho nên là cũng chả trả giá nhiều nữa, thì thôi xin phép chú đi về trước đã, tính sau vậy. Chào 13.